Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món sữa chua nha các bạn, làm da ua các bạn. Nguyên liệu chúng ta gồm có nè, một hộp sữa chua nữa ha. Này mua ở trong ở mấy cái tiệm ta bán tạp hóa các bạn, hay là trong siêu thị cũng có ha. Một hộp sữa chua này, một lon sữa Trường Sinh hay Ông Thọ gì cũng được, mình thích ăn sữa nào thì mình làm sữa đó ha. Rồi giờ một lon sữa khui ra bỏ vô cái ca này ha các bạn. Mình nấu một lon nước sôi ha, hai lon nước sôi để nguội. Bây giờ mình nấu một lon nước sôi mình bỏ vô đây mình trụng đó, mình quậy cho sữa nó chín đó các bạn. Làm rất đơn giản mà cái con mình nó thích, các bạn ăn nó ngon, sạch sẽ, an toàn vệ sinh đó các bạn. Rồi đổ vô đây một lon nước sôi ha, nóng quá. Đổ lên lon nước sôi nóng mà mình lấy cái khăn mình cầm. Rồi một lon nước sôi cái mình quậy lên, mình quậy lên cho nó đều các bạn. Khuấy lên cho nó tan đều các bạn. Rồi mình mới là đổ hai nước, hai lon nước sôi nguội hồi nãy mình nấu rồi đó đổ vô ha. Ngoại cái lon còn dính sữa nè, đổ hai lon nước sôi nguội vô, làm rất đơn giản rất lẹ các bạn. Một lon, hai lon, vậy là xong rồi các bạn. Một lon sữa tổng cộng là ba lon nước hết thảy ha. Rồi sau đó mình quậy đều lên, quậy đều lên rồi cái mình mới là cho cái sữa chua đó vào, cho hết một hũ luôn nha các bạn. Rồi, đổ vô đây hết luôn. Rồi mình góp vô đây một chút xíu mình chán chán thôi cho nó sạch luôn các bạn. Rồi vậy là xong rồi các bạn, mình khuấy đều lên cái mình đậy nắp lại mình đem đi phơi nắng nha các bạn. Các bạn nhà có cái thau inox đồ thì để trong cái thau một cái nồi cho nó đừng có bị ấy, chứ mình phơi nắng bằng cái mũ này ăn không có tốt nha các bạn. Mình quậy lấy cái đầu mũ cho các bạn coi cho các bạn dễ thấy thôi, rồi mà mình đổ ra cái thau mình phơi phơi 8 tiếng ngày tới trưa chút là mình đem vô được, rồi là mình vô bọc rồi đó các bạn. Làm rất đơn giản ha, rất dễ làm, nhiều khi mấy bạn không có biết làm thấy tưởng khó ha. Đó, giờ da ua mình xong nhờ mình đi phơi nắng ha, rồi khi nào chua cỡ 8 tiếng rồi nó chua rồi mình đem vô mình vô bọc cho các bạn coi ha. Da ua mình đã phơi 8 tiếng rồi các bạn, bây giờ nó hơi đặc đặc lại đó các bạn. Bây giờ mình đổ vào cái ca này để cho dễ gót cho cái bọc đó các bạn. Thấy không, nó hơi kẹo kẹo rồi thấy không, nó kẹo kẹo như là kẹo kẹo như là mình sữa chua mình sáng mua ở trong chợ vậy các bạn, ngon đó các bạn. Giờ mình lấy cái bọc rồi mình vô ha, bọc này là bọc 6-12 này ha, để thành vô đi ua rồi đó. Mình có cái hũ mình để vô hũ, còn hũ thì mình để vô trong cái keo, mình để vô trong cái bọc mình làm ăn vậy thì dục cái bọc luôn khỏi mất công rửa các bạn. Mình vô cỡ 8 phần bọc được rồi, nếu mình cột miệng lại gì lúc mà đặt nó để vô tủ đá các bạn nó sẽ cứng, nó sẽ đầy lên thêm các bạn. Các bạn đổ đầy quá nó bị bung bung cái miệng bọc ra ha. Rồi chúng ta vô bọc vậy nè, mình để dành cho con mình ăn, nhằm khi có ai mua mình cũng bán nữa, bán bọc 2.000 2.000 các bạn cũng lời lắm các bạn.
Đó, vậy mình để vô cái hộp vậy đó, rồi cái mình đi để vô cái tủ lạnh đêm tới sáng là nó đặt rồi đó các bạn, để vô tủ đá ha. Da ua mình nó kẹo kẹo ngon lắm các bạn, một bọc đi nè, rồi có 2.000 cũng rẻ các bạn, ăn bổ dưỡng, ăn tốt cho sức khỏe mà rẻ nữa các bạn. Mình làm nhà ăn nó vệ sinh hơn người ta làm, người ta làm bán không biết có hợp vệ sinh như mình không, mình làm mình đậy kỹ đâu, rất đơn giản dễ làm các bạn. Làm trong vòng 5 phút mà là mình bỏ đem đi phơi, phơi tới chiều mình đem vô là mình vô bọc rồi để tủ lạnh là mơi là có da ua ăn nữa các bạn. Con mình nó thích ăn da ua đá, nước da ua này nè đổ ra cái ly cái đập nước đá vô uống cũng ngon lắm các bạn, con mình nó thích ăn vậy lắm thôi. Mình đổi cái ca vậy là cho nó có cái miệng nó dễ gót, nó không có bị đổ ra ngoài các bạn. Còn mấy bạn lấy giá mút cũng được mà nó chảy tùm lum mà. Làm gì cho nó gọn, nó sạch sẽ, nó không có dính tay mình nữa các bạn. Rồi cái này mình vô tới hết đi ha. Cái hũ hồi sáng mình đựng da ua nè các bạn, mình rửa sạch úp lên gió khô ha. Giờ mình đổ cái nước này vô cũng đầy hũ vậy đi, đặng mình làm cái với các bạn, mai mốt mình có muốn làm cái mới thì mình lấy cái này mình đem để cho nó tan đá ra đó, cái mình mới làm, mình làm cái mới giống hồi sáng nhưng mình chỉ các bạn vậy đó ha. Cái đó mình làm cái mình khỏi mua nữa, mình mua một lần thôi là mình xài hoài luôn đó, mình chừa lên hũ, mỗi lần làm mình chừa lên hũ hũ vậy đó, là mai mốt là mình có cái mình làm hoài luôn là nó khỏi có tốn tiền mua ha, chỉ tốn tiền mua hộp sữa thôi, khỏi mua da ua, khỏi mua sữa chua. Rồi giờ mình làm xong rồi các bạn, giờ mình đem để vô tủ đá ha, mời là có đó, da ua ăn rồi đó các bạn, rất là dễ làm hết các bạn, ăn rất là ngon, tốt cho da nữa, đẹp da nữa. Rồi chúc các bạn thành công nha, mời mình sẽ lấy ra cho các bạn coi, ăn rất là ngon. Da ua của mình sáng nay nó đặc rồi nè các bạn, để mình lấy một bọc mình ăn thử cho bạn coi trước được tiếng ngắt không các bạn, ngon các bạn, mình ăn thử cho bạn coi ha, nó rất là dẻo, rất là ngon các bạn. Dẻo ngon các bạn ơi, chua chua ngọt ngọt ngon các bạn. Dẻo quá chừng, ngon quá. Rồi các bạn làm thử đi ha, cho gia đình bạn ăn, ăn buổi sáng là tốt cho sức khỏe lắm đó các bạn, vừa đẹp da nè, vừa lợi cho tiêu hóa nè, ăn cái này buổi sáng là tốt nhất các bạn. Còn chúc các bạn thành công nha, làm đi, chỉ cần 5 phút, bỏ ra 5 phút làm thôi, mua sữa về làm liền các bạn, mai là có ăn liền các bạn, rất là lẹ các bạn, ngon quá.